Tất cả các đồng chí quàng khăn quyết tử lên đầu. Ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đánh ác liệt nhất. Trong trận quyết chiến một mất một còn này, anh em ta có thể sẽ hy sinh hết. Nhưng chính lúc này là lúc Đảng, nhân dân và Tổ quốc yêu cầu chúng ta nhiều nhất. Các em có làm được điều anh nói? Đó là cuộc hội ý khi trung đội chốt chỉ còn lại 4 tay súng. Và trong trận đánh quyết tử này, chuẩn úy Nguyễn Tiến Liễu, một con người ưu tú của quê hương xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã anh dũng hy sinh. Xin được trích ghi lại 10 ngày quyết tử trên điểm cao 384, địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 9 tháng 4 năm 1972 đến ngày 18 tháng 4 năm 1972, qua nhật ký của cựu chiến binh Dương Văn Minh, người duy nhất còn lại sau trận đánh này. Người viết cuốn nhật ký cao điểm 384 là cựu chiến binh Dương Văn Minh, quê ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người đã cùng với 11 đồng đội với vũ khí bộ binh thực chiến quyết tử 10 ngày đối mặt với một tiểu đoàn lính đánh thuê Nam Triều Tiên được trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ và sự yểm trợ của máy bay ném bom, pháo kích của địch. Quyết giữ cao điểm 384, địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Kim chân sư đoàn Mãnh Hổ Nam Triều Tiên không cho chúng ứng cứu chiến trường Bắc Bình Định và Tây Nguyên. Ngày 9 tháng 4 năm 1972, sau 2 ngày cắt rừng lội suối, hôm nay tới đây, suối Đồng Tre, trung đội trưởng Liễu và anh em chúng tôi cố gắng ngủ nốt buổi chiều còn lại, kéo lên chốt rồi muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Chạng vạng tối, trung đội lại hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đường lên cao điểm 384 treo leo vô cùng hiểm trở, dốc đá dựng đứng, lối mòn luồn giữa dây dợ chằng chịt. 8 anh em lầm lũi bám nhau mà leo lên cao điểm. Trên lưng người ít nhất cõng 45kg vũ khí đạn dược, lương khô, nước uống. Riêng Nông Văn Thu to khỏe, mang tới 60 cân mà vẫn đi trước đội hình. Lên tới địch 384, điểm lại trung đội đủ cả 8 anh em Liễu, Thu, Khương, Bình, Du, Hiển, Thực, Ninh. Anh Liễu quán triệt, tuyệt đối giữ bí mật. Anh chỉ tay về phía mỏm núi ở phía đông nam trận địa và nói: các cậu đã nhìn thấy thằng Sono rồi chứ? Kẻ thù chính của anh em mình đấy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là không còn kịp để rút kinh nghiệm đâu. Cấm nói to, cấm va động mạnh, cấm phát ra ánh sáng, và tuyệt đối giữ bí mật đến giờ g ngày n. Mệnh lệnh tiếp theo của trung đội trưởng Liễu là đào công sự chuẩn bị chiến đấu. Ngày 10 tháng 4, buổi sáng, tập trung ngụy trang thật khéo để che mắt thằng Sono nằm ngay trước mặt, chỉ cách chốt non 1000 mét. Đến buổi chiều, địch bắn pháo vào khu vực chiến trường. Dọc hai bên đường 19, có vài ba quả pháo rơi trên sườn trước 384. Sầm tối, anh Soạn đại đội trưởng và chính chiến sĩ liên lạc lên chốt. Quân số trung đội tăng lên 10 người. Tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu, cảnh giới cho toàn chốt. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ chiến trường. Con đường 19 chạy từ đông sang tây, dọc hai bên đường. Các chốt điểm của địch nằm cách nhau đều đặn. Trái tim mâm xôi, hòn ngang hòn kiệt. Đối diện với 384 ở phía đông nam là thằng Sodo với một tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên. Chỉ so sánh về lực lượng thôi, chắc chúng tôi một phải chọi với 15 đến 20 tên địch. Đêm xuống, đại đội trưởng Soạn phổ biến tình hình và xác định quyết tâm chiến đấu. Cuối buổi họp, anh Liễu bí mật: đêm này chính thức là đêm N, giờ G là 0 giờ ngày 11 tháng 4. Tin tuyệt mật chỉ lính chốt mới được biết. Ngày 11 tháng 4, lại một đêm thức trắng làm công sự cật lực nữa. Đến sáng nay, chúng tôi đã thiết kế xong hệ thống phòng ngự, hầm hào tránh pháo, công sự chiến đấu của các tổ. Tất cả liên kết với nhau bằng thông hào, hình vành khăn khép kín trên đỉnh 384. Đêm qua, tiếng súng mở màn đã nổ, các trận địa pháo bắn như điên, như dại vào mọi phía. Đường 19 chính thức đã bị cắt huyết mạch, giao thông quan trọng của địch nối Tây Nguyên với đồng bằng, và ngược lại đã bị quân ta bóp chặt. Gần trưa, pháo địch nã vào 384,
Người trong phòng tránh pháo, ngón tay trỏ bịt chặt nòng súng, sợ cát rơi làm súng bị hóc. Mắt vẫn phải căng ra theo dõi ra ngoài. Nếu giấy rơi loạn xạ là địch bắn pháo giấy cho bộ binh tấn công, phải lập tức đứng dậy mà đánh trả. Hoặc pháo chuyển làn, phải trở lại vị trí chiến đấu. Tiếng pháo của địch gầm rú xé màng nhĩ, mảnh đạn bay kêu vo vo như muỗi. Nhớ ra rồi, việc nó bắn. Bắn nhiều chưa chắc đã trúng, trúng nhiều chưa chắc đã bị, mà bị nhiều chưa chắc đã bị nặng. Bị nặng thì chưa chắc đã chết. Tiền trí, đâu khắc có đó. Ngày 12 và ngày 13 tháng 4, vẫn là những giờ chờ đợi căng thẳng. Chiếc trực thăng HVIA chở đầy bọn lính Nam Triều Tiên bí mật luồn qua vách núi, bất ngờ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Hạ dần độ cao, một vài tên lính xuất hiện nơi cửa. Tôi xách AK nhảy ra ngoài công sự, nhả đạn xối xả vào khoang cửa máy bay. Ba bốn tên lính bị ăn đạn ngã nhào xuống đất. Ngày 14 tháng 4, trung đội được tăng cường thêm hai tay súng là Kiều Minh Toán và một người khác nữa. Nhưng người này đã thoái thác nhiệm vụ dọc đường. Hạ sĩ Kiều Minh Toán mới 21 tuổi, đảng viên quê ở Ba Vì, Hà Tây. Nhìn dáng dấp của Toán, tôi cảm phục anh và sớm nghĩ rằng anh có thể làm lên chuyện ở cao điểm này. Có tiếng đề ba đầu nòng và tiếng rít rợn người. Pháo. Sau một ngày rưỡi đi vắng trở về, vẫn món thường ngày. Kẻ thù đang chút bão lửa lên trung đội chốt 384 và những tên lính Nam Hàn lố nhố xuất hiện trên bãi bom. Một số tên nấp trong bụi rậm ở phía xa đủ tư thế, đứng, ngồi, khom thấp, khom cao trước họng súng của tôi. Bắn! Tiếng đại đội trưởng Đồng Xuân Soạn vang lên. Toàn trận địa rền vang tiếng súng, khói, lửa, tiếng gào thét ầm ầm náo động. Những âm thanh đặc biệt của chiến trận chỉ có người thực chiến mới hiểu mà thôi. Tiếng trung liên của Du gầm lên đĩnh đạc. Thêm một phát B-41 của Toán, một tốp địch bị quét ngã nhào. Sườn 384 nhan nhản xác dọc. Không gian trên đỉnh 384 bị bầm nát. Ngày 15 tháng 4, sau một ngày quần nhau với lũ Nam Hàn và thêm một đêm mất ngủ để củng cố trận địa, mệt, thèm ngủ, khát nước và không thèm ăn, lương khô khét mùi thuốc đạn, trung đội trưởng Liễu bảo: "Hãy cố mà ăn đi các em, phải ăn mới có sức mà trụ giữ chốt. Nếu các em không ăn thì làm sao giữ chốt được?" Tôi ngồi cảnh giới giữa tan hoang sơ xác của trận địa, ngụy trang lên người bằng cách đào vào đất bột rồi xoa lên đầu, lên người cho hợp với màu đất của trận địa. Địch lại tiếp tục oanh tạc. Nghe tiếng đạn bay, đạn nổ, có gì đó khang khác lúc đục, lúc trầm. Anh Liễu nói khẽ, chỉ còn thiếu bao nguyên tử là chúng chưa bắn nữa thôi. Sang đến chiều, lũ Nam Hàn lại tấn công lên chốt. Chúng chia thành nhiều tốp tiếp sức cho nhau. Cuốn chiếu ào lên chiến chốt. Tất cả các đợt tấn công của địch đều bị bẻ gãy. Tổn thất đã đến với trung đội. Trung sĩ Nông Văn Tu, chàng trai người Tày ở bản Nọ Phú Lương, Bắc Thái, hy sinh. Và tiếp đến là trung sĩ Nguyễn Văn Du, xạ thủ Trung Liên. Hà Văn Bình và y tá Đào Duy Hiển cũng nằm lại chiến hào 384. Chúng tôi lặng lẽ cúi đầu vĩnh biệt bốn đồng đội thân yêu. Ngày 16 tháng 4, trung đội 12 người, 5 người hy sinh, 1 tỷ tương. Đại đội trưởng Soạn đi họp vắng chốt, còn lại 5 người. 7 giờ sáng, địch lại tấn công. Chúng dùng lựu đạn cay ném gần công sự và chiếm được một đoạn hào, dồn chúng tôi về một phía. Kiều Minh Toán chớp thời cơ, vòng sau tung lựu đạn vào đoạn hào có địch, rồi dùng AK quất thẳng. Nhiều tên giặc rú lên, số còn lại bỏ chạy. Toàn chốt lấy lại thế cân bằng. Buổi trưa, sau trận nã pháo của địch và trận địa, bọn Nam Hàn lại tràn lên. Toán giữ cánh phải, anh Liễu hướng chính diện, tôi và Thực giữ ở cánh trái. Khương với khẩu B-41 cơ động. Lợi dụng bờ đất, Toán bỏ nhanh như sóc. Một phát B-41, khẩu trung liên của địch cầm họng. Anh Liễu nói, khi B-41 phát hỏa, địch sẽ tháo chạy.
Chờ chúng đứng dậy, ta nhất loạt nổ súng. Và như dự đoán của trung đội trưởng, những cái bia sống đang rãy ruộng ngột ngang, chỉ cách chúng tôi chưa đầy 100 mét. Lại thêm Khương bị thương, trung đội còn lại 4 tay súng. Đêm xuống, anh Liễu xuống núi nhận chỉ thị. Toán và Thực cũng xuống núi cõng thêm đạn cho trận chiến tiếp theo. Mình tôi ở lại giữ chốt bên thi thể các đồng đội hy sinh, chưa mai táng được. Thôi khất, sau trận sẽ không niệm các đồng đội tử tế. Ngày 17 tháng 4, thế là 9 ngày quần nhau liên tục với bọn Nam Hàn. Và đêm thứ 10, thức trắng, lo cục cố công sự. Cả 4 anh em mệt mỏi, đầu tóc phờ phạc, quần áo rách nát bật tiểu. Tôi nhận phần gác cho 3 người tranh thủ ngủ trước. Nhìn trung đội trưởng Liễu, tôi thấy quý, yêu anh vô cùng. Anh Liễu tuổi 42, với tập thể chốt, anh là anh cả. Trước khi đi đánh giặc, anh là thầy giáo. Anh Liễu đĩnh đạc và gan dạ chỉ huy chiến đấu bình tĩnh. Anh là chỗ dựa tinh thần, là ngọn cây cao để chúng tôi noi theo. Với quân thủ, anh là con hùm xám, từng gieo nỗi kinh hoàng trên đầu giặc. Có mặt ở vị trí nào là phía đó lũ giặc bị anh trừng trị. Với tôi, anh Liễu là người thầy, người anh, người chỉ huy, người đồng đội có 102 trong đời chiến binh. Ngày 18 tháng 4, từ 3 giờ sáng, trung đội trưởng Liễu xuống núi nhận chỉ thị. Vừa lên chốt là họp. Phiên họp đặc biệt chỉ có 4 người. Anh Liễu bảo chúng tôi không còn có lực lượng chi viện nữa. Tất cả quàng khăn, quyết tử lên đầu. Ngày hôm sau sẽ diễn ra những trận đánh ác liệt nhất. Trong trận quyết chiến một mất một còn này, anh em ta có thể hy sinh hết. Nhưng chính lúc này, Đảng, nhân dân và Tổ quốc yêu cầu chúng ta nhiều nhất. Các em có làm được lời anh nói không? Tất cả chúng tôi chít khăn lên trán và nắm chặt tay người chỉ huy thân yêu. Buổi sáng lại thêm Thực bị mạch pháo văng vào đầu. Chốt chỉ còn 3 người. Địch tấn công. Lần này chúng tàn rộng, hò nhau xông lên. Bất chấp các loại đạn bắn về phía mình, trung đội trưởng Liễu gác chân khẩu trung liên lên bờ hào, đĩnh đạc nổ súng. Bọn giặc vẫn liều chết xông lên hướng chính diện. Khẩu trung liên bị hóc, anh Liễu đứng thẳng lên bờ hào, AK trong tay quất chính diện vào quân thủ, điềm tĩnh, hiên ngang và dũng mãnh. Khi những viên đạn cuối cùng từ khẩu AK của anh Liễu nã vào kẻ thù, thì một loạt đạn đại liên của địch đã bắn trúng đầu anh. Một nửa phần đầu bay đi mất. Anh Liễu từ từ quỵ xuống trong tư thế hiên ngang. Lúc đó là 15 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 1972. Toán nói với tôi, tao cảnh giới cho mày đặt anh Liễu nằm tạm ở chiến hào để anh yên nghỉ. Ngày 18 tháng 4, tôi mất thêm 2 đồng đội nữa là đại đội trưởng Đồng Văn Soạn sau khi xuống núi trở về chỉ huy chốt và Kiều Minh Toán, người đồng đội chiến đấu gan dạ và dũng cảm. Cả chốt còn lại một mình, tôi tận dụng hết nguồn sinh lực còn lại. Cho dù trận này là trận cuối, nếu mình hy sinh thì địch phải chết nhiều hơn. Một tiếng nổ rung công sự. Tôi không hề hay biết gì nữa và khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa bãi đất bột. Hé ra, một khoảng trời nho nhỏ ở trên đầu. Còn lại, bao chút bình sinh, tôi trườn người ra khỏi hố bom, rút xuống tổ thông tin K63. Để có hôm nay, viết những dòng hồi ký cao điểm 384 này, kể với trung đội trưởng Nguyễn Tiến Liễu và những người đồng đội của tôi đã 1-30 với quân thủ. 10 ngày giữ chốt 384, họ đã mãi mãi nằm lại chiến trường vì Tổ quốc, vì nhân dân. Khối lính, mời các bạn đón nghe hồi ký nguyên trinh sát viên trung đoàn 675 pháo binh. Sau lần lấy gạo không thành công, đồng thời lúc này bộ phận tham mưu tác chiến, các phân đội thông tin của tiểu đoàn cũng tập trung về đây. Do đó trung đoàn cho đội vận tải gùi hẳn một số lượng gạo lớn và nhu yếu phẩm giao cho phân đội tự quản lý lấy. Sau khi bí mật làm một kho cất giấu, đơn vị cử tôi cùng anh Bồng lính thông tin trông coi bảo vệ. Phân đội ngày càng tiến sâu vào trong lòng địch, mỗi lần hết gạo mới quay về lấy.
Thái tử ra, còn hai chúng tôi chờ vơ giữa rừng sâu núi thẳm. Trong khi đó, tụi thám báo biệt kích ra sức lùng sục. Nhưng nhờ ngụy trang tốt mà chúng tôi vẫn an toàn. Cho đến một hôm, tôi và anh Bồng đang ngụy trang kho thì có bốn người, bộ đội, quần áo tươm tất, mặc AK, có cả máy bộ đàm PLC-25 đi qua. Hai bên bất ngờ chạm trán nhau. Tôi vơ vội khẩu AK bắn gấp, cảnh giác hỏi: "Các đồng chí ở đơn vị nào?" Một người lớn tuổi hơn tôi nói tiếng Bắc rất rành rọt, vội trả lời: "Chúng tôi là đoàn Duy Xuyên, mật hiệu sư 320, đi chính xác về." Mật khẩu 3, đáp 4. Quy ước hỏi đáp cộng lại 7. Vậy là đúng quân mình. Hai bên hỏi thăm quê quán, rồi họ vội vã lên đường. Một lúc sau, một toán vệ binh mặt trận vác cả trung liên và BD chạy đến hỏi: "Các đồng chí có thấy bốn thằng vừa qua đây không?" "Có, họ vừa đi qua." "Nó là biệt kích đấy. Sao các đồng chí không giữ lại?" Tôi vội trả lời: "Tôi cũng thấy nghi nghi, nhưng khi hỏi viên hiệu đơn vị và mật khẩu, nó trả lời đúng tắp, thế nên thôi." Nghe tôi nói vậy, tổ vệ binh không nói gì thêm, vội vã đuổi theo. Một lúc sau, nghe tiếng súng nổi lên dữ dội, tiếng AK loạn xạ, tiếng trung liên gióng từng tràng đanh chắc, xen lẫn tiếng lựu đạn ung oàng không ngớt. Hai đứa tôi hú hồn hú vía: "Nếu chúng không mà chạy, chắc hai thằng tiêu rồi." Tiếng súng nghe mỗi lúc một thưa dần, rồi im hẳn. Chừng hơn nửa giờ sau, thấy tổ vệ binh quay về, dìu theo một người quấn băng trắng ở đầu. Các anh cho biết đã diệt hết tụi biệt kích, nhưng dặn chúng tôi phải cảnh giác, vì có thể chúng đã báo cáo tình hình về sở chỉ huy qua điện đàm. Tôi thắc mắc: "Sao chúng lại biết được mật khẩu và phiên hiệu sư 320? Một anh nói: "Chúng đã bắt một trinh sát sư 320 để khai thác." Đêm hôm đó, bầu trời nơi tôi yên ắng một cách lạ thường, không có tiếng máy bay gầm rú ném bom tọa độ. Tiếng pháo bắn cầm canh cũng thừa thớt. Chẳng mấy khi được một đêm yên ả, nên hai đứa chúng tôi đánh một giấc thẳng cánh. Sáng ra vừa thức dậy, đã nghe tiếng trực thăng bay phành phách trên đầu. Tôi giật mình ra cửa hầm, ngó lên, đã thấy hai chiếc trực thăng UTT ra sát các ngọn cây. Sức gió từ cánh quạt của chúng làm các ngọn cây rừng to lớn là vậy mà cứ giạt ra để lộ hết những gì dưới mặt đất. Trong khi đó, vòng ngoài, hai chiếc trực thăng vũ trang HU-1A cứ xả đạn đại liên không thương tiếc xuống xung quanh. Tôi thầm nghĩ vậy là lộ thật rồi, và chúng định đổ quân xuống hốt mình đây. Hai chúng tôi vơ vội khẩu súng và nương theo hàng cây rậm rạp vọt đến hầm chiến đấu, cách đó chừng 200 mét. Tôi nói với anh Bồng: "Nơi này rậm rạp kín đáo, nhìn ra thì dễ mà nhìn vào thì khó. Ta lại có công sự vững chắc, nên cứ bình tĩnh, đợi khi nào nó ngừng bắn, đổ quân xuống là nhào lên chiến đấu luôn." Anh Bồng cũng nhất trí như vậy, vì theo kinh nghiệm được phổ biến, khi nào trực thăng dọn bãi xong thì ngừng bắn để đổ quân xuống. Nhưng rồi cứ thấy tiếng đại liên rền vang mãi không ngớt. Anh Bồng sốt ruột thò lên, thì đã thấy bọn biệt kích quần áo giản si, đầu đội mũ sắt, tay 55 tiểu liên AR-15 tiến vào. Anh tụt xuống nói lắp bắp: Nó đổ quân xuống rồi, đang tiến vào đây." Tôi không tin, vì rõ ràng tiếng súng đại liên vẫn nổ điếc tai. Lẽ nào nó lại bắn lên đầu quân nó? Sau này tàn cuộc, tôi mới thấy mặt đất đầy rẫy vỏ đạn giấy. Lúc đó mới ngộ ra rằng chúng đã tương kế tự kế, vừa đổ quân vừa bắn đạn giấy để đánh lừa chúng tôi, nên đã đổ quân chót lọt. Tôi gạt anh Bồng vào trong, rồi nhòi người lên quan sát, thấy ngay một thằng đang lom khom ống súng, mặt ráo xiếc tiến vào. Phía sau lố nhố áng chừng một trung đội. Băng băng, tôi liên một loạt AK về phía chúng. Tên biệt kích rú lên rồi bỏ chạy, kèm theo tiếng la thất thanh: "À, đéo mẹ, nó đang ở hầm này." Lập tức các loài hỏa lực địch tập trung bắn xối xả vào chúng tôi, xen lẫn trong tiếng đạn cay xè, tiếng anh Bồng bực bội: "Bắn như đéo ấy, nó ngay mũi mà không trúng thằng nào." Tôi im lặng căng thẳng chờ đợi. Vị trí đã bị lộ, sự bất ngờ không còn nữa. Địch lại rất đông, có trực thăng yểm trợ
và hoàn toàn làm chủ mặt đất. Chúng tôi bị bao vây như cua nằm trong giỏ vậy. Nhờ có hầm chiến đấu kiên cố nên chúng tôi không hề hấn gì, cứ bình tĩnh giương súng lên miệng hầm. Thấy bóng dáng khả nghi là điểm xạ vai bên AK, vừa giữ hầm vừa tiết kiệm đạn. Tụi biệt kích cũng khá nhát chết nên không thằng nào dám liều mạng nhào vào, chỉ đứng từ xa vãi đạn. Bỗng nhiên không thấy đạn găm vào miệng hầm nữa, trong khi đó tiếng súng vẫn rệt vang. Tôi đang định tò lên quan sát tình hình thì bịch, một quả US rơi đúng vào chân bật chốt, nghe đạch một cái. Tôi vơ vội lấy nó và ném ngược trở lên. Một tiếng nổ khô khốc vang lên kèm theo tiếng tây người đổ vật xuống. Khẩu AR-15 vỡ báng rơi xuống miệng hầm. Xin lưu ý chỗ này, do khoảng cách ném lựu đạn quá gần chừng 2 mét và người ném rút chốt xong là ném liền, nên khi lựu đạn chạm đích, mỏ vịt mới bật lên điểm hỏa và sau 5 giây mới phát nổ. Thời gian 5 giây đủ để nhặt và ném trở lại. Tôi biết tên biệt kích định chờ lựu đạn nổ là nhao xuống, dùng súng tiểu liên diệt nốt những người còn sống hoặc bị thương, nhưng đã dính quả ném lại này. Sau khi bị phản đòn, bọn địch có phần nao núng. Chúng tôi cứ bắn cầm canh nên chúng không dám tiến vào. Chừng 15 phút sau, khi tôi vơ khẩu AR-15 nằm ở miệng hầm vứt lên cho đỡ vướng, và ngay lúc này lợi dụng chúng tôi in tiếng súng, một tên địch đã lẹt đến từ lúc nào vung tay tung quả US sạt qua đầu tôi vào đúng vị trí anh bộc. Tôi hoảng hồn nhảy lùi vào sâu trong góc hầm, co hết người lại, miệng giục anh Bồng rối rít: "Kìa, kìa, nhặt lấy ném lên đi." Anh Bồng tay phải cầm súng, tay trái cua cua tìm trái lựu đạn, nhưng muộn mất. Khi anh vừa cầm được thì một tiếng nổ đinh tai lọc óc vang lên, làm tôi tối tăm hết mặt mũi. Mùi thuốc đạn khét lẹt sập vào muốn nghẹt thở, nhưng tôi vẫn cố gắng nhào ra miệng hầm để giữ không cho chúng nhào xuống. May thay, bọn biệt kích vốn nhát như tỏ đế lại ham sống sợ chết, nên sau khi lựu đạn nổ, chúng cho rằng chúng tôi không thể sống sót nên vội lôi tên chết gần miệng hầm rồi chuồn lên trực thăng cho nhanh. Lúc này anh Bồng vẫn ngồi gục đầu vào vách hầm thở khò khè. Tôi vội đỡ anh nằm xuống, sờ nắn khắp người anh để tìm vết thương băng bó, nhưng cả bàn tay và chân trái anh nát bấy, gò má và thái dương bị vỡ, khắp hông lỗ chỗ vết thủng. Tất cả những chỗ đó máu đông lại từng cục. Tôi vừa đặt anh nằm xuống thì anh đã duỗi thẳng người, thở dài một tiếng rồi ngoẹo đầu sang bên tắt thở. Tôi cuống quýt lại gọi: "Bồng ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ tao lại một mình." Nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi. Tôi vuốt mắt cho anh, bàn tay dính đầy máu, lòng nặng trĩu đau thương. Tôi sờ lên người mình kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, nhưng lạ thay tôi không hề hấn gì. Có lẽ trong việc cúi xuống nhặt trái lựu đạn, anh Bồng đã che chắn hết cho tôi. Lòng nặng trĩu cô đơn và lo lắng, làm sao mà thoát được vòng vây đây, vì trên đầu hai chiếc HU-1A vẫn quần đảo bắn đại liên không ngớt. Tôi định nằm liều ở đây, khi nào nó rút hoặc may có quân đến ứng cứu thì thoát ra, nhưng lại sợ nó gọi AD-6 đến ném bom thì rồi đời, nên quyết định bung hầm rời ra vùng nguy hiểm này. Tôi ghé sát anh Bồng thầm đi: "Bồng ơi, nằm đây nhá, tôi phải sống để trở về đơn vị và quay lại mai táng anh tử tế." Tôi khoác súng anh Bồng vào người, tay cầm AK của mình thận trọng thò đầu lên quan sát, lợi dụng chiếc HU-1A vòng ra xa, xách súng vọt lên định lợi dụng khe núi để lật vào trong đó. Nhưng vừa ra khỏi hầm chừng 20 mét, thằng trực thăng bất ngờ vòng lại, phát hiện ngay ra tôi. Nó lập tức xà xuống, đứng im trên ngọn cây, xả đạn dữ dội. Tôi vội nằm xuống, nhìn thấy rất rõ đạn cắm phầm phập cách vai trái chừng một găng tay. Dứt loạt đạn, tôi lật ngửa người lên dương AK nhằm thẳng chiếc thực tăng bóp vỏ. Một tiếng nổ vang lên rồi tắt ngấm. Tôi điếng người tộc nghĩ: "Chết mẹ, hết đạn rồi." Thằng trực tăng dướn lên phạch phạch, lợi dụng cơ hội hiếm hoi đó, tôi lẩn vào khe núi mất dạng. Hai chiếc trực thăng quần đảo bắn hú họa rồi biến mất. Tôi lê lết trở về kho gạo xem còn gì không và tìm tăng võng để bó gói mai táng anh Bồng. Trước mắt tôi là cảnh hoang tàn đổ nát, kho bị chúng đốt phá sạch,
ba lô vật dụng của tôi, chúng tù hết. Tôi quay trở lại hầm chiến đấu, lôi anh bầu lên, định vác đến đoạn hào cách đó chừng 150 mét để mai táng. Nhưng người tôi mệt lạ, sau nửa ngày quật nhau với địch, không một miếng cơm hớp nước, cộng với người chết vào khí âm, nên nó hút xuống càng nặng. Vì vậy mà tôi không thể nào đưa anh lên vai được. Tôi ngồi thất thần, ủ rũ, đang loay hoay không biết làm cách nào, thì chợt có một cậu bộ binh còn rất trẻ chạy qua. Tôi vội gọi nhờ khiêng giúp, nhưng người bộ binh ngần ngừ định bỏ đi với lý do phải đi tìm đơn vị, nếu không sẽ bị lạc. Tôi điên tiết chĩa nòng súng AK vào người cậu ta và nói: tôi có quyền bắn bỏ nếu không được giúp đỡ, vì đây là chính sách thương binh thực sĩ. Người lính sợ quá vội cùng tôi khiêng anh bồng đến nơi an táng. Sau khi chôn cất xong, cậu lính bộ binh bỏ đi như chạy. Tôi dừng lại ít phút, cúi đầu mặc niệm vĩnh biệt anh, rồi lê lết tìm về đơn vị. Nhờ định vị tọa độ cộng với trí nhớ tốt mà hơn một năm sau, cuối năm 1973, từ Gia Lai tôi đã đưa đội quy tập của trung đoàn quay trở lại Kon Tum, tìm được mộ anh, cất bốc đưa về nghĩa trang đơn vị dưới chân núi Chư Mòm Rây. Và đầu năm 1976 quy tập về nghĩa trang huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Anh Bồng cưới vợ trước khi vào Nam chiến đấu nên chưa có con. Năm 2012, tôi đã tìm về quê, gặp gỡ gia đình, rồi kể lại câu chuyện và báo tin phần mộ. Nhưng gia đình anh, bố mẹ đã mất, vợ anh đi bước nữa, nhưng cũng mất do bệnh tật. Anh em nghèo cả, nên chỉ vào nghĩa trang huyện Sa Thầy viếng mộ, chứ không có điều kiện đưa về quê hương. 49 năm, 1972-2021, đã trôi qua những kỷ niệm đau thương, bi hùng, vẫn tưởng hiện hữu trong trái tim khô héo của những người lính già. Này viết ra đây cho vợ lòng trắc ẩn, mong được bạn đồng cảm sẻ chia. Trận chiến Buôn Mê Thuật. Đầu năm 1975, trên mặt trận D3 Tây Nguyên đã diễn ra một chiến dịch âm thầm lặng lẽ nhưng vô cùng khó khăn, nguy hiểm, là trinh sát các cứ điểm, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuật, để chuẩn bị cho trận đánh mở màn chiến dịch mùa xuân năm 1975. Tổ trinh sát hỗn hợp trung đoàn 675 pháo binh chúng tôi được lệnh bí mật luồn sâu đo đạc căn cứ pháo binh Chư Nga nằm trách về phía tây bắc thành phố Buôn Mê Thuật khoảng 10 km. Sau khi điều nghiên trên bản đồ, tổ trinh sát do anh Nạo đại đội phó chỉ huy cắt rừng âm thầm tìm đến mục tiêu. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, chỉ có anh Nạo và anh Sơn trung đội trưởng biết được mục tiêu, nhiệm vụ. Còn lại hai trinh sát viên và hải y tá chỉ đi theo đo đạc và bảo vệ. Bí mật như thế để đề phòng lỡ có ai bị địch bắt thì cũng không biết gì mà khai báo. Chúng tôi trang bị gọn nhẹ, mỗi người một súng AK bắn gấp, hai cơ số đạn, hai quả lựu đạn mini, dao găm, tăng võng và lương khô, gạo rang. Phương châm đi không giấu, nấu không khói, nói không to, ho không ra tiếng. Chân chỉ đi tất, không được mang giày dép. Người đó cách người kia 4 mét. Tất cả tai mắt, các giác quan phải căng ra và quan sát, nghe ngóng. Khi người đi đầu giơ tay lên ngang tai là phía sau phải dừng ngay lại. Phải tay xuống là phải nằm xuống cho nhanh. Phải tay sang bên nào là phải dạt sang ngay bên đó. Phải hết sức tránh địch, tránh dân, cấm kỵ không được nổ súng trước. Càng vào gần mục tiêu càng khó khăn, địch đi tuần, dân đi nương, nên cứ phải tránh né hoặc nằm im chờ cho đi qua. Nhưng dù với kinh nghiệm 3 năm chinh chiến, chính sát trên chiến trường, nên sau 3 ngày điều nghiên, chúng tôi cũng đã tìm được nơi đặt đài quan sát lý tưởng và đo đạc toàn bộ mục tiêu. Sau đó, chúng tôi trở về nơi tập kết an toàn và báo cáo toàn bộ quá trình quan sát, đo đạc mục tiêu, cũng như tọa độ đặt đài quan sát, đánh dấu cẩn thận trên bản đồ. Cấp trên khen chúng tôi hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và được nghỉ một ngày để hôm sau luồn sâu đo đạc khu Mai Hắc Đế nằm sâu trong trung tâm thành phố Buôn Mê Thuật. Nhưng vừa sáng ra, đã thấy anh Nạo nét mặt đăm chiêu, lo lắng, triệu tập chúng tôi lại nói: đài kỹ thuật của ta bắt được tin chúng nó đang san ủi ở Chư Nga,
để đưa thêm pháo lớn vào. Vậy tổ đài phải vào lần nữa để tìm hiểu tình hình và đo đạc tiếp. Thế là chúng tôi lại gạch gói lên đường. Lần này chúng tôi đi nhanh hơn vì đỡ phải mở đường. Đi đến nơi, quả nhiên địch đã đưa thêm về đây 5 khẩu 155 ly, bố trí ở phía sau trận địa pháo 105 cũ. Đo đạc xong, chúng tôi hối hả quay về. Anh Sơn đề nghị mở đường khác về cho an toàn, nhưng anh Nạo gạt đi và nói: thời gian rất khẩn trương, ta phải về nhanh để còn vào Mai Hắc Đế. Và lại, đường ta đi vẫn giữ được bí mật, quân địch chưa phát hiện ra. Chúng tôi nghỉ đêm đúng nơi đã nghỉ lần trước, và sự chủ quan này đã phải trả giá. Bọn biệt kích ngụy đã phát hiện ra dấu vết của chúng tôi. Chúng âm thầm đặt mình Claymore và chờ đợi. Sáng ra ăn lương khô xong, chúng tôi lên đường. Vừa đi được mấy bước thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Anh Thường trinh sát viên và anh Hải y tá lảo đảo gục xuống. Biết đã bị lộ và bị phục kích, nên anh Nạo ra lệnh cho anh Sơn lên chặn địch và vẫy tôi lại trao cho cái túi. Trong đó có được bản đồ và toàn bộ tài liệu ghi chép kết quả trinh sát. Nói gấp gáp và nghiêm nghị: tôi ra nhiệm vụ cho đồng chí bằng mọi giá đưa túi tài liệu này về ban trinh sát trung đoàn. Nếu có chuyện gì thì dùng lựu đạn để hủy đi. Tôi miếng máu: còn các anh thì sao? Chúng tớ không thể bỏ thương binh tử sĩ lại được. Cậu đi đi. Rồi anh để vào vai tôi rất mạnh và dứt khoát. Tôi lau nước mắt rồi lao vụt đi. Vừa lúc đó, tiếng súng nổi lên dữ dội. Tiếng AK điểm xạ nghe đanh chắc. Tiếng lựu đạn ùng oàng xen lẫn AL-15 lẹt đẹt. Tiếng thằng M-79 cóc quành. Nhờ có hai anh chặn địch mà tôi thoát được vòng vây. Chạy như chưa bao giờ được chạy. Chiều muộn, tôi về tới đơn vị, thở không ra hơi. Chân tay rã rời, khát không thể chịu được. Trao túi tài liệu cho anh Chuyện, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn, và báo cáo toàn bộ tình hình, rồi lại đi, không biết gì nữa. Suốt đêm hôm đó, toàn đơn vị như ngồi trên đống lửa. Phần lo cho số phận tổ trinh sát, phần lo cho kế hoạch bị bại lộ, thì tất cả công sức của toàn đơn vị, toàn mặt trận, đổ xuống sông xuống biển hết. Ngay đêm đó, đồng chí Phan Hàm, tham mưu phó chiến dịch, xuống đơn vị nắm tình hình và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy trung đoàn bằng mọi giá phải làm rõ số phận của tổ trinh sát. Sáng mai, dù có mệt lả, tôi vẫn phải gượng dậy dẫn tổ trinh sát khác đi tìm các anh. Tầm chiều thì đến nơi, khu vực đó giờ trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại mùi thuốc đạn khét lẹt xen lẫn mùi máu tanh nồng. Tổ trinh sát bí mật triển khai bao vây quan sát, dò mìn quanh khu vực. Sau khi biết chắc chắn an toàn, bọn địch đã bỏ đi, chúng tôi tiến lại gần thì một cảnh tượng kinh hoàng bi tráng hiện ra trước mắt. Thi thể anh Nạo, anh Sơn và anh Thượng, chúng dồn đống lại với nhau. Riêng đầu anh Nạo bị chúng nó chặt rời khỏi thi thể, còn cậu Hải y tá thì không thấy xác đâu. Sau khi quan sát phân tích tình huống, chúng tôi nhận định có thể Hải đã bị địch bắt về khai thác rồi báo cáo về trung đoàn. Chúng tôi được lệnh quay về ngay. Còn thi thể các liệt sĩ sẽ có bộ phận khác lo. Mấy ngày sau đó, tình hình Buôn Mê Thuột trở nên căng thẳng. Địch điều trung đoàn 45 từ Pleiku xuống tăng cường lùng sục. Các đơn vị bộ đội ta buộc phải lùi ra và tăng cường công tác bảo mật. Nhưng hình như địch không khai thác được gì. Có lẽ chúng nghĩ chúng tôi chỉ là đơn vị nhỏ lẻ hoặc bộ phận nghi binh, nên sau 2 ngày lùng sục không thấy gì, chúng lại rút quân về Pleiku. Thật may mắn, quân ta đã hoàn toàn lừa được địch. Kế hoạch nghi binh đã thành công. Và đêm mùng 9, rạng ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, quân ta nổ súng tiến công Buôn Mê Thuột, mở màn chiến dịch mùa xuân đại thắng lịch sử. Giả pháo phản lực DKB và H-12 của ta khai hỏa, đạn trùm lên các mục tiêu. Bọn địch lập tức phản pháo, nhưng chúng tôi cũng kịp thời lên tiếng. Nhờ đã đo đạc tính toán phần tử bắn cẩn thận, nên pháo của chúng tôi, tiểu đoàn 74 122 ly, đã rót trúng trận địa pháo địch, khóa mõm chúng lại
cho xe tăng và bộ binh xông lên tiến vào Buôn Mê Thuột. Lúc này, toàn thành phố chìm trong lửa đạn. Khu kho Mã Hắc Đế bị khói bao phủ che khuất, nên từ đài quan sát cũ không nhìn thấy gì. Trung đoàn lập tức tổ chức đài luồn sâu, mang máy móc tìm địa thế thích hợp để chỉnh pháo bắn chính xác. Năm người chúng tôi vội vã lên đường. Lúc bấy giờ, bên ngoài thành phố không có cái nhà cao tầng nào. Chúng tôi buộc phải vác máy lên ngọn cây để quan sát và chỉnh pháo. Bên dưới, các đơn vị bộ binh, hành quân cơ giới rầm rạp chạy qua. Chợt một tiếng thét thất thanh. Ơ kìa, có thằng Ngụy, nó đang trên ngọn cây. Liền theo là một loạt AK chát chúa, đạn bay sát sạt qua người. Tổ cảnh giới hú hồn vội lao ra, xua tay rối rít báo hiệu là quân mình. Chiều ngày 12 tháng 3, ta đã làm chủ trung tâm thành phố. Tổ trinh sát tiến vào tìm vị trí đặt đài để đánh địch phản kích và yểm trợ cho bộ binh. Đặc công đánh chiếm sân bay Hòa Bình, bất ngờ ở bên đường có hai người phụ nữ tượng trưng 30 tuổi, váy áo rất đẹp, vẫy xe chúng tôi dừng lại. Một người trẻ hơn nói tiếng Kinh rất sõi, chỉ vào người chị đang mang thai bị ngay miệng pháo găm vào bụng, nhờ chúng tôi trở vào viện cấp cứu. Khi vào viện thấy bộ đội giải phóng, tất cả y bác sĩ túa ra, họ khẩn trương đưa người phụ nữ vào cấp cứu. Chúng tôi quay ra hành lang thì bất ngờ trong đám đông nằm ngồi ngổn ngang một người ngồi trên xe lăn, hai chân cụt ngụt quấn băng kín mít, kêu lên: "Ôi, anh Bảo ơi, cứu em với." Tôi giật mình quay lại và nhận ra ngay Hải. Hai đứa ôm nhau, nước mắt giàn giụa. "Hải đấy ư? Mày còn sống à? Sao lại ra cơ sự này?" "Vâng, em đây. Hôm đó sau khi mìn nổ, em bị thương vào chân. Anh Thưởng hy sinh ngay lúc đó. Khi anh Nạo, anh Sơn đánh lên cứu em thì cũng hy sinh nốt. Chúng đưa em về dụ dỗ tra tấn rất dã man, bắt em khai báo. Nhưng em có biết gì đâu. Nó tưởng em ngoan cố nên cắt cụt từng chân. Giờ em thành người tàn phế rồi, anh ơi." Chúng tôi túm vào an ủi nó. "Thôi, mãi vẫn còn may. Giờ thì sống chắc rồi. Về quê có chế độ đãi ngộ lo gì. Còn chúng tao vẫn phải đi đánh nhau nữa đây. Không biết sống chết thế nào. Mày cứ yên tâm ở đây. Chúng tao về báo trung đoàn. Sẽ có bộ phận chính xác đến đón mày về nhá." Thế rồi, chúng tôi gọi giám đốc bệnh viện đến nói: "Đây là người của chúng tôi, các ông phải chăm sóc thật chu đáo, không được để xảy ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của anh ấy." Cả bệnh viện vâng dạ rối rít, lập tức đưa Hải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi chia tay Hải, vui buồn lẫn lộn, mông lung. Sau này, Hải về quê ở xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, nhưng do bị tra tấn tàn bạo nên được mấy năm tìm mất. Biết đến đây, xin dâng lên anh nén hương thành kính phần yêu. Sau khi giao Hải lại cho bệnh viện, ngày 12 tháng 3 năm 1975, chúng tôi lên xe tiếp tục tiến về khu vực ngã ba Phước An, nông trại để tìm vị trí đặt đài quan sát, chỉnh pháo bắn quân đổ bộ được không. Lúc này, tướng Phú, tư lệnh quân đoàn 2 Ngụy đang giáo giết điều động hai trung đoàn 44 và 45 trực thăng vận từ Pleiku tới để hòng tái chiến Buôn Mê Thuột. Thành phố đang rất hỗn loạn, khói lửa mù trời, tiếng đạn bom vẫn rền vang không ngớt. Bỗng một quần lửa bùng lên ngay trước đầu xe, kèm theo là tiếng nổ đinh tai lộc óc, mảnh đạn bay rào rào. Thằng Hùng lái xe phanh gấp, làm tất cả chúng tôi chúi về phía trước, rồi nhanh như chớp ba chân bốn cẳng xách súng và khí tài nhảy vọt xuống xe, giặt vào hai bên vệ đường tìm nơi ẩn náu và chống trả. Nhưng rồi không thấy địch bắn tên phát nào nữa. Chiếc xe xẹp hai lốp trước nằm chết dí ở giữa đường. Anh Hiền đại đội trưởng ra lệnh bỏ xe lại để Hùng trông coi. Có tất cả 6 người: anh Hiền, anh Mão trung đội phó, Huỳnh Cúc, Hường Đen, Nhượng y tá và tôi. Bỏ đường cái đi sâu vào cánh nương rẫy, cắt phương vị đến đồi 326 để đặt đài. Xong nương rẫy lúc này cũng loạn xạ ngầu, dân chúng chạy loạn từng đoàn, lẫn trong đó có cả toàn quân Ngụy thất trận cởi đồ bỏ lính đi cùng.
tôi biết cả, nhưng tôi kệ vì đang phải khẩn trương đến chỗ đặt đài. Đồi 326 đây rồi. Đây là một đồn điền cà phê của người Pháp. Bên trong vắng ngắt, nhưng xung quanh được bao bọc lớp hàng rào bùng nhùng. Có một cái cổng gỗ to tướng để vào. Trên đỉnh đồi có một cái chòi, đúng là nơi đặt đài lý tưởng. Chúng tôi dừng ngoài hàng rào hội ý. Anh Hiền phật công cho anh Mão và Hưởng Đen vào trước để thám tính tình hình. Hai người thận trọng bước vào. Đi được mấy chục bước, thấy tình hình yên tĩnh, anh Mão quay đầu lại, định vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến vào. Thì bất thần, từ ụ mối to khuất trong lùm cà phê, một loạt AR-15 chát chúa vang lên. Anh Mão ôm ngực lảo đảo khuỵu xuống. Hưởng Đen nhanh như cắt quạt một loạt AK về hướng đó, rồi vọt trở ra, nhảy qua hàng rào bùng nhùng, nhưng bị mắc luôn vào đó, dãy giụa như con ếch vướng xích vậy. May là lò đạn bắn trả của nó khá chính xác, làm tung đất ụ mối lên, nên mấy thằng địch phải chúi đầu tránh đạn. Ngoài này, chúng tôi cũng lia từng loạt AK điểm xạ và tung lựu đạn găm vào chúng. Hai thằng chết tại chỗ, ba thằng bung ụ mối tháo chạy. Anh Hiền và Nhiễu vội chạy đến chỗ anh Mão. Tôi đuổi theo ba thằng ngụy bắn xối xả, nhưng chẳng trúng thằng nào. Chúng chỉ nhảy qua hàng rào chạy vào rừng mất dạng. Tôi quay lại chỗ hai thằng chết, bắn bồi mấy loạt cho chắc ăn. Còn Hùng Quýt thì đến gỡ dây thép cho Hưởng. Anh Mão bị hai viên AR-15 xuyên qua ngực phải, chỗ một lỗ ra phía sau. Bọt khí và máu cứ theo đó trào ra mỗi khi anh thở. Thằng Nhiễu vội cắt một miếng áo mưa bịt vào lỗ thủng, rồi quấn bông băng qua người anh, nhưng chẳng ăn tua. Miếng áo mưa cứ phủng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Người anh cứ lạ dần đi, môi mấp máy như muốn trăn trối điều gì. Anh Hiền ghé sát xuống nghe. Chúng tôi ngồi quanh, thấy anh thiểu thào yếu ớt. Tôi rất ân hận chưa được đứng. Anh Hiền hiểu ngay vấn đề, liền ngồi ngay ngắn, nói giọng rất rõ ràng. Tôi thay mặt bộ chỉ huy chi ủy đại đội 20 tuyên bố, kể từ giờ phút này đồng chí là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam. Chúng tôi thấy đôi mắt anh Mão chợt sáng lên và nở nụ cười mãn nguyện. Rồi anh ngoẹo đầu sang một bên, ngừng thở. Chúng tôi túm vào lay gọi rối rít, nhưng anh đã ra đi. Thằng Hưởng Đen vừa vuốt mắt cho anh vừa khóc. Chúng tôi đứng quanh không ai nói được câu gì, tất cả cùng lặng lẽ cúi đầu vĩnh biệt anh. Anh Mão quê ở Nam Định, lớn tuổi và nhập ngũ trước chúng tôi. Anh hiền lành hóm hỉnh, nói năng thủ thỉ nhưng rất có duyên, chiến đấu dũng cảm và đo đạc phần tử tính toán tọa độ rất duyên, được cấp trên tin tưởng và đồng đội yêu mến. Chỉ ngặt nỗi gia đình anh có người bác ruột đi Nam năm 1954, nên rất nhiều lần đơn vị xét duyệt kết nạp đảng cho anh nhưng đều không được. Anh Hiền là người hiểu rõ điều này, nên hôm nay trước lúc hy sinh, anh đã tuyên bố như trên và anh Mão đã ra đi trong mãn nguyện. Sau khi mai táng cho anh Mão xong, chúng tôi hối hả tìm vị trí đặt đài và phân công cảnh giới, vì tám binh địch còn lật quất rất nhiều. Chính năm thằng tấn công chúng tôi cũng thuộc dạng này. Chắc chúng tưởng chúng tôi truy lùng nên mới bắn như vậy. Lúc này, trên bầu trời Buôn Mê Thuột, các loại máy bay cường kích từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang bay tới, gầm rú ném bom dữ dội xuống chung quanh Phước An và nông trại, dọn đường cho trực thăng đổ quân xuống đây. Sáng ngày 13 tháng 3, chúng tôi được lệnh quan sát chỉnh pháo bắn vào cao điểm 581, yểm trợ cho sư 10 tấn công trung đoàn 45 của ngụy vừa đổ quân xuống. Với lợi thế đặt đài lý tưởng quan sát rõ cả một vùng đông nam thành phố Buôn Mê Thuột, nên chúng tôi chỉnh pháo bắn rất chính xác, ghim đầu quân địch xuống cho bộ binh xông lên tường diệt. Ngày 14 tháng 3 tiếp tục chi viện cho bộ binh áp sát nông trại, đánh tan trung đoàn 44. Đến ngày 16 tháng 3, hai trung đoàn phản kích đã bị đánh tan rã hoàn toàn. Còn mỗi sở chỉ huy trung đoàn 45 được lệnh rút chạy. Từ máy truyền tin, tôi nghe rõ tiếng trung đoàn phó Trần Sai vang lên: bằng mọi giá các cậu phải quan sát
và trình pháo bắn chính xác kịp thời trong khu vực Phước An, không cho bất cứ một chiếc trực thăng nào lên hoặc xuống. Nhớ đấy. Chúng tôi nhận lệnh và thay nhau quan sát bằng cả máy đo xa và ống nhòm. Chợt một chiếc HU-1A đang phành phạch bay tới. Anh Hiền vội gọi pháo bắn, nhưng chậm mất. Nó đã được đáp xuống đất, nhưng phát nổ của quả gần làm tổ lái hoảng hồn, bỏ luôn chiếc trực thăng cánh quạt đang còn quay tít, chạy vào hầm trú ẩn. Vừa lúc đó, một quả pháo hiệu xanh bay lên, báo hiệu bộ binh đã vào tới, bắt sống Trung tá Quang cùng toàn bộ ban tham mưu.